Xin chào các bạn cung song tử. Đây là thông điều của các bạn từ 23 đến 31 tháng 5. Chúng ta sẽ xem là cái tuần cuối cùng của tháng 5 thì điều gì sẽ xảy ra trong song tử. Chúc mừng các bạn sinh nhật ở cung song tử. Trong khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian sinh nhật của các bạn. Ok. Mình sẽ xem là khoảng thời gian này thì điều gì sẽ xảy ra với các bạn. Các bạn có The Hangman. Mình thấy là mấy cung này ngày hôm nay thì đều có The Hangman. Ok, The Emperor, Knight's World. Chín xu. Temperance. Năm ly. Ok. Năng lượng chính của các bạn là ba gậy. Lá bổ trợ cho các bạn. Với một số bạn, các bạn hỏi mình ý, là cái việc mà mình xem tarot cho cung hoàng đạo thì nó sẽ áp dụng với những ai, thì mình chỉ áp dụng với những người chưa kết hôn, tức là họ đang ở trong một cái giai đoạn của cái sự độc thân thôi. Còn những bạn mà đã kết hôn rồi ý, thì mình cũng sẽ không đề cập đến trong những trải bài của mình nhiều, bởi vì cái năng lượng của cái người kết hôn rồi nó sẽ khác với cái năng lượng của những người người ta chưa kết hôn và người ta chưa có tình yêu. Vì vậy nên mình sẽ thiên về những người mà họ đang ở trong cái hành trình đi tìm kiếm tình yêu, hoặc là họ đang ở trong cái hành trình yêu. Ok. Chúng ta phải thống nhất như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian này thì mình thấy là các bạn song tử có thể là các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn đang ở trong một giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ của các bạn. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy có một cái sự chia ly nào đó nó xảy ra. Và các bạn đã cố gắng rất là nhiều để hiểu đối phương. Hai người đều cố gắng khá là nhiều, nhưng nó vẫn chưa đủ trong cái mối quan hệ này. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem là Cái người mà bạn đang có những cái vấn đề về cảm xúc đó là ai. Họ là người thuộc cung nào. Chúng ta sẽ xem họ là ai, họ là người như thế nào, và họ làm cho bạn có những cái cảm xúc đảo lộn như vậy trong khoảng thời gian vừa qua. Justice. Okay. Người này có thể là người thuộc cung thiên bình hoặc là người thuộc cung lửa. Các bạn có Air Pentacle. Cái vấn đề làm cho bạn cảm thấy có cái sự lo lắng ở đây là về công việc. Có thể là các bạn đang lo lắng về công việc và tiền nong của các bạn trong cái khoảng thời gian này là chưa được ổn. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp là về tình yêu của các bạn thì nó đang ở mức độ như thế nào. Bạn đang cảm thấy rằng bạn đang rất là cần tình yêu. Cái cảm xúc của các bạn về tình yêu nó đang ở mức độ rất là cao. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra ở đây đó là có những cái sự ghen tuông á, có những cái vấn đề mâu thuẫn giữa hai người nó xảy ra ở đây, và nó nguồn gốc là cái sự ghen tuông. Có thể là các bạn đang có những cái sự đố kỵ, sự nghi ngờ nào đó trong tình yêu của mình, và các bạn đang rất là mong muốn tìm ra một cái sự thật. Các bạn cũng cảm thấy rằng là cái nỗ lực của mình như vậy là các bạn, bạn ý thức được rất là rõ những cái nỗ lực trong tình yêu. Bạn cần cái sự nỗ lực đấy để bạn chứng minh là mình đã cố gắng rất là nhiều. Và các bạn vẫn luôn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại chưa đạt được những điều mình muốn, tại sao tình yêu của mình nó lại như thế. Các bạn cũng đã khá là thắc mắc rất là nhiều. Có một cái điểm sáng ở đây đó là
những người ở cung song tử trong khoảng thời gian này các bạn đang có những cái nhìn nó khá là tích cực ấy, nghĩa là dù các bạn vẫn cảm thấy có một cái sự mệt mỏi, sự căng thẳng nó diễn ra, nhưng mà các bạn vẫn luôn luôn cảm thấy là các bạn muốn tiến lên phía trước, và đây là một cái cơ hội để cho các bạn có thể cảm thấy là bản thân mình để trải nghiệm nhiều hơn, để flowering, các bạn có thể bừng sáng, các bạn có thể nở hoa, các bạn có thể chớp lấy cái những cái đau thương này để các bạn biến nó thành những cái điều tốt đẹp hơn. Họ gọi là, chúng ta gọi đó là trải qua những nỗi đau để bạn có thể trưởng thành hơn, để bạn có thể mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Thậm chí là cái sự đau đớn đó, cái sự những cái vết thương rỉ máu đấy, nó sẽ là những cái nguồn năng lượng để nó biến thành những cái bông hoa tươi đẹp. Bạn có thấy là hoa hồng ấy, nó tươi đẹp như thế nhưng nó cũng có những cái gai, nó phải trải qua rất là nhiều cái đau thương. Có nghĩa là chúng ta để cái đẹp ấy, nó luôn luôn gắn với sự đau thương. Khi mà chúng ta chỉ có mong muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống thôi, và chúng ta không mưu cầu những cái nỗi đau ấy, thì chúng ta vẫn chưa hiểu thực sự về cuộc sống. Cuộc sống nó luôn luôn là những cái sự song hành giữa những nỗi đau, cả những cái trải nghiệm sự hạnh phúc nữa. Và các bạn nên ý thức rõ hơn cái điều này, và trong cái khoảng thời gian này thì cái tình hình của các bạn nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có những sự thay đổi, biến đổi, để cho các bạn cảm thấy rằng là những cái thời cơ của mình nó đang đến. Các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn muốn có một cái khoảng thời gian của sự healing, của sự chữa lành, kết nối với sự chữa lành, kết nối với cái sửa chữa bên trong, và buông bỏ những điều không xứng đáng ở trong cuộc sống. Các bạn có được cái nguồn năng lượng của sức mạnh Angel of Strength, các bạn đang có những cái sự bảo hộ của những thiên thần, và họ đang ở đây. Họ có thể họ sẽ kết nối với bạn và họ đem đến cho bạn một cái nguồn sức mạnh, một cái nguồn động lực để tiến lên phía trước. Trong khoảng thời gian này thì song tử đang cảm thấy rằng các bạn đang hơi trời với về công việc, nghĩa là có một số những cái sự đầu tư về công việc nhưng mà các bạn vẫn chưa cảm thấy các bạn nhận lại cái gì đấy. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì ở đây các bạn có A of Swords, các bạn sẽ đạt được cái thành công của các bạn khi mà các bạn sẽ đạt được thành công khi mà các bạn gây dựng lại cái niềm tin của mình thêm một lần nữa. Các bạn đang cảm thấy rằng các bạn đang rất là muốn thể hiện nhiều hơn ở trong công việc, và sẽ có thể có những cái thu hoạch lớn về tiền, về cái nguồn năng lượng tiền, nguồn năng lượng tiền bạc của các bạn nó đang ở giai đoạn tốt. Các bạn có rất là nhiều lá tiền ở đây, các bạn đang nỗ lực khá là nhiều trong công việc của các bạn, và các bạn đang chứng minh được là cái sự thay đổi của mình nó sẽ đem đến cho mình những cái cơ hội mới. Các bạn có A of Pentacles, các bạn sẽ có những cái cơ hội để các bạn có thể thay đổi về năng lượng, về tài chính. Trong khoảng thời gian tới thì các bạn sẽ có những cái quả ngọt trong tình yêu. Trong thời gian bây giờ thì nó đang bế tắc, nguồn năng lượng này nó đang bế tắc. Hiện tại là nó đang bế tắc, nhưng mà trong tương lai gần thì nó sẽ đạt được cái điều mà bạn mong muốn ở trong tình yêu. Công việc của các bạn nó cũng tốt hơn. Nói chung là khoảng thời gian này là khoảng thời gian nó cũng chưa phải là thuận lợi để cho các bạn cung song tử có thể thực hiện được tất cả những cái điều mà mình mong muốn, nhưng nó cũng sẽ là những cái bước đệm, nó cũng sẽ là những cái hành trình, một phần của cái hành trình mà bạn phải trải qua để bạn có thể mạnh mẽ và vững bước hơn trên con đường ở phía trước. Còn lại các bạn cung song tử trong tuần sau và tháng mới. Bye bye.